Action Media Network kính chào quý vị. Hiện tại Quỳnh Dao đang đứng ngay rạp Polar Cinema tại thành phố Tempe, Arizona, là rạp đầu tiên tại Mỹ công chiếu bộ phim Việt Nam có phụ đề Anh ngữ mang tên Bóng quá khứ, hay có tên tiếng Anh gọi là A Realm of Return. Được biết bộ phim Bóng quá khứ là của nữ đạo diễn trẻ Thanh Tâm, đã đạt được rất nhiều những giải thưởng lớn trong các cuộc liên hoan phim quốc tế. Và ngay đây tại thảm đỏ này, Quỳnh Dao rất vui mừng chào đón quý vị quan khách và khách mời cùng đến tham dự và diện những bộ trang phục rất đẹp, chuẩn bị bước lên trên thảm đỏ vào rạp xem phim. Đặc biệt có một điều mà Quỳnh Dao nghĩ rằng ai ai cũng mong chờ, đó là sự xuất hiện của nữ đạo diễn trẻ Thanh Tâm cùng đoàn làm phim. Em kính chào anh Hoàng Giang. Chào Jennifer. Dạ. Anh cho em biết là với cương vị là một người bầu show thì hôm nay đến với chương trình ra mắt cái bộ phim Bóng quá khứ, thì anh có những cái cảm nghĩ như thế nào? Dạ vâng, một câu hỏi rất là hay và rất là ấn tượng. Hoàng Giang 23 năm qua Hoàng Giang làm đa số là phục vụ cho cộng đồng của người Việt mình. Hôm nay cũng là một cái phim là người Việt mình, nhưng mà nó lại lấn sang một cái lĩnh vực khác, đó là những cái người không nói tiếng Việt họ cũng dẫn đến xem cái bộ phim này. Khi mà đến đây cái thành phố Tempe của cái vùng nắng ấm Arizona thì không biết là chị có những cảm nghĩ như thế nào ạ? Dạ thưa, chào em cũng như là chào quý khán thính giả đang xem đài. Thì đây là cái tiểu bang đầu tiên mà bộ phim Bóng quá khứ được trình chiếu ở bên Mỹ. Thì cái cảm tưởng đầu tiên của Khánh Lan đến cái thành phố này á, thì là rất là đẹp. Và khi mà đến cái rạp này thì nó quá là đẹp đi. Coi như là mình không có nghĩ là mình được đến một cái rạp mà nó sang trọng như vậy. Vậy thì chị cho em biết rằng là khi mà chị trình bày hai cái bài hát đó, thì những cái lúc mà chị hát chị có cảm xúc như thế nào ạ? Mình đã từng nghe hát cũng nhiều, nhưng mà riêng hai ca khúc này là rất là có nhiều cảm xúc. Tại vì nói về cái hành trình vượt biển của người Việt Nam mình. Xin hỏi cô rằng là ngày hôm nay cô đến với lại bộ phim Bóng quá khứ, thì không biết là cô nghe bộ phim này thông qua những cái phương tiện truyền thông nào? Cô có đi họp cộng đồng Việt Nam mình cách đây 2 tuần, thì cô Thanh Mai có cho biết là có khuôn phim Việt Nam đến đây thì cô rất là mừng. Quý vị có hào hứng giống như Quỳnh Dao không? Mọi người đã sẵn sàng chưa? Bây giờ hãy cùng Quỳnh Dao vào trong rạp xem phim nhé. Quỳnh Dao đang đứng với lại anh Trí là khán giả của bộ phim đến xem bộ phim tại từ thành phố Chandler. Được biết anh Trí cũng là người đã từng vượt biên qua Mỹ, thì hiện tại Quỳnh Dao muốn hỏi anh đôi điều. Chào anh Trí. Dạ xin chào. Dạ. Dạ anh có enjoy bộ phim không ạ? Rất là xúc động và cũng gợi nhớ lại những cái kỷ niệm mà kỷ niệm buồn. Cảm ơn anh đã đến tham dự buổi phim ngày hôm nay. Anh cho em hỏi rằng là sau khi xem bộ phim thì anh có cảm nhận như thế nào? Bộ phim này mang lại rất nhiều kỷ niệm đến cá nhân của Thế Khương và đến rất nhiều đồng hương của chúng ta ở sống ở Arizona. Bởi vì hầu như tất cả chúng ta cũng đã từng trải qua hoặc là đã biết những người nào đó đã trải qua những cảnh vượt biên đau buồn. Anh cho em hỏi rằng là anh là một trong những thuyền nhân vượt biên, sau khi xem bộ phim thì anh có thấy hình bóng của mình ở trong đó không ạ? Anh rất là cảm động, tại vì trong nói tính ra tính mấy chục năm nay thì mình lo cuộc sống cực nhọc, lo kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi con cái, thì nó quên hẳn đi những cái những gì mình đã trải qua trong quá khứ. Thì nhìn lại bộ phim này thì mình thấy cảm động, mình thấy mình gợi lại cho mình đã trải qua những cái cực khổ. Thank you so much, Anthony.
là một khoảng thời gian tuyệt vời đúng không ạ? Chương trình và bộ phim đã không làm cho chúng ta thất vọng một chút xíu nào hết. Thật là tự hào khi có một bộ phim do nữ đạo diễn trẻ Việt Nam làm đạo diễn đã tạo được tiếng vang rất lớn trong những cuộc liên hoan phim quốc tế. Nhưng hơn thế nữa, bộ phim đã truyền tạc được rất là chân thật cái cuộc hành trình vượt biển cũng như là thân phận của những nhân vật trong phim, nhất là phụ nữ. Không biết quý vị thế nào chứ Quỳnh Giao hiện tại vẫn còn cảm giác lâng lâng bởi những cơn say sóng đó ạ. Nhưng Quỳnh Giao rất vui vì đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì Quỳnh Giao kính chào quý vị và chúc quý vị một đêm ngon giấc. Quỳnh Giao tường trình cho đài Asian Media Network từ Tempe, Arizona.